làm quen với sân khấu của chương trình trước ngày khai mạc, tập thể nam nữ diễn viên đến từ khối trực thuộc xây dựng lực lượng hậu cần công an tỉnh tập luyện hết sức sôi động. Các tiết mục được mang đến hội diễn gồm ca múa, nhạc kịch, nhạc cụ dân tộc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi về người chiến sĩ công an nhân dân. Qua các tác phẩm nhằm tôn vinh hình ảnh những hy sinh, những thành tích, những chiến công của người cán bộ chiến sĩ công an trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho mảnh đất Sơn La anh hùng. Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng lần này có gần 500 diễn viên là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Sơn La. Với tâm lý đầy phấn khởi, tự hào trước một sân chơi bổ ích, sôi động, mỗi thí sinh đều quyết tâm mang hết khả năng và tâm huyết của mình đóng góp cho hội diễn. Quá trình tập luyện thì anh em cũng khắc phục mọi khó khăn, tập ngày tập đêm, quyết tâm trong đợt liên hoan lần này hy vọng sẽ mang thành tích cao nhất về cho khối an ninh nhân dân. Với sự chuẩn bị công phu của 18 đội tham gia tranh tài lần này, chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả những tiết mục độc đáo mang đặc trưng văn hóa vùng miền và truyền thống tự hào của đơn vị, góp phần xây dựng môi trường văn hóa đẹp, lành mạnh trong các đơn vị của lực lượng công an tỉnh Sơn La. Ban tổ chức đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hỗ trợ giúp đỡ các đơn vị tham gia luyện tập một cách bài bản khoa học, đảm bảo chất lượng tham gia thi diễn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, rồi địa điểm, rồi các hoạt động phụ trợ để đảm bảo cho liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp. Có thể nói, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân tỉnh Sơn La năm 2022 là sân chơi bổ ích cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an tỉnh đối với hoạt động văn hóa văn nghệ và cũng là dịp để đánh giá kết quả hoạt động công tác văn hóa văn nghệ trong thời gian qua của các đơn vị.